Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Cù Quân Về Lúa. Đã sau một thời gian bật vô âm tín, ngày hôm nay rất là nhiều các bạn khán giả yêu cầu mình rằng: anh ơi, em đố anh dám gọi điện cho San 404 đi. Không phải là mình không ra video các bạn xem, mà dạo này mình đang đi nước ngoài, mình đi tìm hiểu về San mọi người nhé. Chính vì vậy mà các bạn cứ comment nhiều, rất nhiều. Một ý tưởng của một bạn khán giả rất là hay như vậy. Ngày hôm nay mình quyết định sẽ gọi điện cho San 404. Và như thường lệ, trước khi đi gọi điện cho San 404 thì chúng ta sẽ tìm hiểu về nhân vật San Aero 404 là ai. Theo như tài liệu đưa ra như sau, 404 có biệt danh là White Arrow, Arrow hay là San White, Demon Ovod, mối quan hệ Alpha Chara, đó là người yêu của San 404. Alpha San là em ruột, còn Mare tức là mẹ ruột mọi người nhé. Omnipotent là San em họ, Infected là anh em họ, có nghĩa là kẻ thù đó. Tiếng Anh mình đọc không chuẩn, mọi người có thể luyến theo cái miệng của mình. Mình đọc tiếng Anh hơi kém một chút là bởi vì mình đi du học ở nước ngoài nhiều, nên là nhiều khi quên là chuyện bình thường. What the fuck? Người xem video này nhớ là bình luận tích cực và cho mình một comment tích cực nhé. Tình trạng của San Aero 404 là đang còn sống. Tuổi thọ của San 1000 năm, 1000 năm mọi người nhé. 1000 năm thì không có gì mà phải nghĩ cả. San, nói đến San là ok mọi người ạ. Nhưng không phải San nào cũng tốt mọi người nhé. Trong đó có những San xấu và San tốt, nên chúng ta phải nhận biết được đâu là San tốt và San xấu. Như theo mình, San 404 là 5 5 5 5 5 1 anh em nhá. Đấy, thì bây giờ những các cái câu chuyện kể về San 404 thì chúng ta có thể tìm hiểu sâu xa và sâu sắc hơn. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ gọi điện cho San 404 để chúng ta trò chuyện với San 404 một cách rất tự nhiên, giống như những người bạn bình thường của chúng ta, xem hôm nay San 404 có thực sự giống như San ban đầu hay không, trong Undertale hay không mọi người nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng gọi điện cho San 404. Rồi thì chúng ta vẫn còn thiếu một số các cái tính cách của San 404. Tính cách của San 404 rất là kỳ lạ so với San trước đầu đó mình đã từng gọi. Anh ta im lặng và thích nói cho kẻ thù biết về mục đích của mình trước tiên, không hề có ý định che giấu gì với họ, là một bậc thầy trong việc thao túng tâm lý người khác. Thì nói cái vấn đề về bậc thầy, về thao túng tâm lý đã là tuyệt vời lắm rồi anh em ơi. Tiếp tục này, anh ta phát triển đến mức khuôn mặt của anh ta hoàn toàn không hiểu biết gì, bất kỳ cảm xúc nào. Qua ấn tượng đầu tiên của mọi người, San Aero, San 404 là một nhà tâm lý học xã hội, luôn hành động trong bóng tối. Về tính cách của San 404 thì còn rất là dài và rất là dài mọi người nhé. Mình sẽ tóm tắt sơ lược thôi, thì vì tiểu sử của San 404 rất là dài luôn. Và ngoại hình của San 404 là một thường mặc một chiếc áo choàng dài màu trắng, bên trong là một chiếc áo sơ mi đen có hình chữ V ở phía dưới, một chiếc quần trắng với đôi tất đen, bông lông trên áo choàng được sửa lại màu trắng có nền viền xanh. Xương của 404 chủ yếu là màu trắng xanh đen,
tay phải màu đen, trong khi tay còn lại là bình thường. Về năng lực và sức mạnh của San 404, sở hữu sức mạnh khủng khiếp, có thể dễ dàng nâng bốc một ao cũng như hoàn toàn hủy diệt vô số các chiều không gian. Siêu tốc độ, sở hữu độ kinh khủng, có thể bay qua vô số. Thao túng tâm trí, thao túng linh hồn. Dài lắm, đặc quyền đọc nếu đọc San nhé. Từ giờ đến mấy tối ngày mai cũng không hết. Đấy, cho nên là bây giờ mình sẽ không làm nhảm nữa. Chúng ta chỉ sơ lược sơ qua về biết là San 404 nó lợi hại cỡ nào rồi. Là một trong những thần tượng lâu lắm rồi. Hôm nay mình với chờ đợi rất lâu rồi. Cách đó rất nhiều năm về trước đã có San đầu tiên. Mình đã thần tượng rồi. Ngày hôm nay lại có thần tượng tiếp nữa. Đó là Aero San 404. Bây giờ mình sẽ gọi điện luôn cho San 404 đến đây để chúng ta trò chuyện với San 404 nha. Và trên tay của mình là một chiếc điện thoại. Bây giờ mình sẽ gọi điện cho San 404 luôn. Ủa, không có nhảy em ơi. Bây giờ nghe luôn. Ơ, tắt mất rồi. Nghe luôn. Alo ạ. Đây có phải là San 404 không ạ? Rồi sao mình anh cứ chị. Nhưng mà mình hiểu mọi người nha. Mình hiểu được tiếng của San. San nói là ai đó, bố mới đang bận đây. À quên, mình đang bận đây. Vâng, tôi là Quân đây. Cô Quân Vlog đây. Hôm nay đến đây rồi thì muốn gọi anh ơi. Cái đùa mà tôi nói anh mà anh cứ chị nói không thèm nghe lời tôi luôn đấy. Thôi được rồi, nhưng mà mình là fan của San 404 cho nên là lúc nào mình cũng tôn trọng San 404 hết mọi người nhá. Hiện tại bây giờ là 3 giờ chiều mọi người ạ. Đấy, nên là cái giờ đi nhá, mình sẽ gọi điện cho bố San 404 đấy. Thì bây giờ rồi, anh cứ nói như thế đi. Ai San này? Anh San 4004 hả? Anh tới vị trí này của hội trường của Kukun Vlog có được không ạ? Rồi, anh bảo là bây giờ là anh sẽ tới luôn á. Rồi, ok. Rồi, ok, giờ anh tới luôn á. Trời ơi, cái kiểu mãi rồi. Rồi, ông tới luôn á mọi người. Xem chúng ta chờ đợi nhá, xem thế nào, San 404 có tới hay không. Lâu thế mà không thấy tới không? Là anh gọi điện mà anh cứ chịch như thế này thì không biết anh có tới không? Trời, tới luôn. Chào anh, bạn có phải là San 404 không nhỉ? À, chính là San Aero 404 đây, hay còn gọi là 404 đây. Quá là tuyệt vời. Hôm nay mình được gặp San 404. Wow. Xin chào 404 nha. Tại hạ nghe danh San 404 đã lâu. Không dám, được gặp mặt. Không dám. Thì hôm nay thì rất là vinh dự cho tôi được gặp San 404 ở đây. Ôi, chồng anh đẹp trai thế nhỉ. Trời ơi, nhìn anh mọi người xem anh San 404 này. Nhìn ngầu không? Quá ngầu luôn anh em. Phải không? Ui giời, anh San bên đây luôn. Trời. Ờ, thì hôm nay San 404 này tôi biết là cái thời gian của anh rất là bận. Thế hôm nay thì tôi mời anh đây thì anh có thể nói với khán giả của Khu Quân Vlog được xem về cái tài năng của anh là một chút không? Anh thể hiện một cái tài năng của anh một chút được không? Ta thì có rất là nhiều tài năng. Ca hát, cầm kỳ, thi họa, đố mùi, ca ngâm, võ thuật, binh pháp, tôn tử,
kỹ năng thượng thừa. Okay. Ta có đầy đủ phẩm chất của một San Aero 404. Rất nhiều tài năng. Rồi, thôi được rồi. Cái tài năng của anh thì hôm sau tôi lại gặp tiếp anh. Thì tôi biết là, tôi cũng biết là cái thời gian anh rất là bận. Cho nên là thôi thì anh thể hiện một cái đoạn tài năng đơn giản để cho mọi người khán giả đây được biết về tài năng của anh. Chỉ một trong mấy giây nhỏ thôi. Tôi xin anh trong vòng một vài giây nhỏ thôi. Ok, bây giờ mình sẽ xin hát cho tất cả mọi người nghe một bài hát nhá. Rồi bây giờ mình sẽ hát mọi người nhá. Let's go. Em là vỗ tay đi, vỗ tay nè, em là bùm 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 bùm. Cảm ơn Sam 404 nhé. Tôi biết rằng là Sam 404 có rất là nhiều các cái chiêu thức. Thì hôm nào đó thì tôi sẽ mời Sam 404 một buổi để Sam 404 truyền lại cho tôi ít võ công và công lực. Phù được không? Sam 404 lúc nào cũng chào đón tất cả các luôn bạn. Luôn, nhất trí nha. Đặc biệt là các bạn yêu cảm quý mình. Cảm ơn Sam 404. Rất yêu quý tất cả các bạn. Luôn thì luôn bây giờ nếu mà Sam 404 không bận gì thì vẫn ngồi đây tiếp tục trò chuyện cùng với tôi với tất cả các khán giả của Cuộc Quân Vlog ngày hôm nay. Và bạn nói mình cũng muốn ở lại lắm nhưng bây giờ mình bận lắm. Đấy, rồi. Tôi biết là mình xin phép bạn để mình đi nhé. Muốn đưa ra cái gợi ý của Sam 404. Các bạn thông cảm cho mình. Thời gian còn rất nhiều. Mình sẽ quay lại với hội trường của Cuộc Quân Vlog sau. Ok ok. Thôi sang 404 thì bận thì sang 404 cứ đi đi. Thì hôm nào rảnh rỗi thì chúng ta lại gặp nhau nhá. Ok. Xin chào 404 nha. Chào cô Quân Vlog và chào tất cả các khán giả nha. Đấy, vừa rồi mình mới gọi cho sang 404 nha. Quá tuyệt vời, đẳng cấp luôn. Hôm nay là chưa thể hiện nhiều đâu mọi người. Sang 404 cực đỉnh luôn. Mình sẽ cố làm sao mình học được cái chiêu thức của sang 404 mọi người nha. Trong con đường đi tiêu diệt các quái vật mọi người nha. Thôi, hôm nay video của mình tạm thời kết thúc tại đây. Mọi người nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho Cuộc Quân Vlog nhé. Và like, bình luận, yêu cầu mình gì mình làm đó mọi người nha. Xin chào.